sẽ có xe buýt đi ngang qua. Mình lưu lội mấy bước nữa là ra tới cái biển này cả nhà. Dạ, ngày thường là giá 400. Jisoo xin kính chào cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Hôm nay thì mời cả nhà mình sẽ đi ra Long Sơn xuống nước cùng với Jisoo. Nó sẽ gần với lại đi ra khu du lịch màu trắng của chú anh chị các bạn. Ở đây có một cái homestay nhỏ nhỏ mà đường đi vào thì mình thấy đẹp chưa? À, hàng dừa này, hàng dừa đẹp không? Gần ở khu vực này nên là Jisoo muốn giới thiệu với cả nhà để cả nhà mình có thể khi mà mình đi chơi, mình không có muốn đi chơi ở khu vực Mũi Né hoặc không muốn đi chơi ở khu vực Phan Thiết thì mình có thể ra đây để mình tới cái homestay này, mình nghỉ ngơi, chơi rồi trải nghiệm những cái cuộc sống gần gũi với lại bà con xung quanh đây này của chú anh chị các bạn nha. Đây là cái hẻm mình sẽ đi vào ở trong cái trường tiểu học, cho nên là mình đang nhìn thấy hai bên đây là phụ huynh đang chào học sinh. Đó, trường tiểu học này là trường tiểu học Mũi Né 4. Đây là thuộc phường Long Sơn Suối Nước, đây là đang đứng bán đồ ăn cho trẻ con đi học về. Hàng dừa cao. Ra Mũi Né thì cả nhà mình mới nhìn thấy được những cái hàng dừa như thế này thôi, chứ còn ở trong Phan Thiết mình thì nó sẽ không có hàng dừa cao và thẳng tắp ốm tông mà trái dừa ngọt nước như chỗ này. Cái homestay mà Jisoo muốn giới thiệu cho cả nhà thì nó sẽ nằm ở phía bên tay trái ha. Mình nhìn thấy bên tay trái, mình thấy khu vực này đi vô là thấy có hàng dừa, thấy nhớ cây cầu dừa, nhớ vàng bông bí. Đây homestay cả nhà mình, homestay ở đây thì cô chú anh chị các bạn, Jisoo đi vào ở phía trong mà này thì bước mấy bước là mình ra được cái biển đây. Mà đây là lần đầu tiên khi mà Jisoo đi vào trong khu này, Jisoo rất là thích đó, tại vì nó có hàng dừa và những cái lối đi nhỏ nhỏ làm cho mình gợi nhớ lại những cái hình ảnh làng quê ngày xưa của chú anh chị các bạn. Giờ thì mình nhìn thấy ở đây trước cái homestay nè, nó mát mẻ, nó có cái hàng dừa. Và Jisoo lội mấy bước nữa là ra tới cái biển này cả nhà, biển nước xanh. Ở đây nếu mà cô chú anh chị các bạn đi á, là mình sẽ có xe buýt đi ngang qua, mình sẽ đậu ngay tại cái bãi xe buýt luôn, rồi mình sẽ đi vào trong cái homestay Ami. Bây giờ thì Jisoo mời cả nhà mình sẽ vào đi xem khung cảnh ở phía bên trong phòng nha. Ở đây thì bãi đỗ xe ở đây khá là rộng. Dạ. Như cái đàn đua hôm vừa rồi ấy, là dạ, nhét vào đây là được tổng là 6 xe, 6 xe bán tải. Dạ. Sân này đỗ được 6 xe bán tải. Thế còn ngoài ra thì ở ngoài lề đường ấy còn có thể là đỗ được xe 24 chỗ. Dạ. Hoặc là 45 chỗ cũng có thể đỗ được. Dạ, ở đây mình tổng là bao nhiêu phòng ạ? Ở đây hiện tại là anh đang có 10 phòng. Dạ. 10 phòng và có 3 dạng phòng. Dạ. Phòng 1 giường đôi và phòng 2 giường đơn. Và thêm nữa là một căn hộ villa. Trong căn hộ villa đó thì nó sẽ có bao gồm là 3 phòng ngủ khép kín. Dạ. Kèm theo nữa là một bếp sinh hoạt riêng cho một hộ gia đình và một phòng khách, đó là căn hộ villa đó. Dạ. Thì đầy đủ trang thiết bị. Thì anh mời em vào xem chi tiết về căn phòng. Dạ. Ở đây là như cái dạng này là đang là phòng mình cho gia thuê giá là bao nhiêu ạ? Phòng bên góc bên tay phải này là bên tay trái này ạ? Như căn phòng bây giờ anh đang dẫn em vào đây ấy. Dạ. Thì căn phòng này thì ngày thường thì anh lấy mức giá là 400. Dạ. 400.000. Thế còn ngày cuối tuần á. Dạ. Thì anh sẽ thu là 500.000. Đấy này thì... là ngày thường là 400 là phòng này. Dạ. Này là cái dịch vụ phòng thôi đúng không ạ? Đúng rồi em. Dạ. Thì ở trong này ấy, thì là đây là... Dạ. Máy lạnh ha. Máy lạnh này. Tivi. Tivi thông minh này. Dạ. Tủ lạnh này. Tủ lạnh riêng này, trong này thì sẽ có nước uống. Dạ. Đầy đủ nước uống rồi. Đấy, tôi còn là phụ kiện và đồ ăn vặt. Dạ. Đây là cái phòng.
chăn ga luôn phải sạch sẽ. Anh thì rất là kỹ tính. Dạ. Còn đây là toilet. Này có nước nóng lạnh à? Ừ, nước nóng lạnh nha. Dạ. Ở có đèn sáng ở trong đó đó. Cái này tích hợp nhiều thứ tiện lợi này cả nhà. À, sen cây. Dạ. Đây là phía trong phòng. Phòng này diện tích là 35m2 à? Ừ, à, căn phòng này là 35m. Dạ, ngày thường là giá 400. Ừ, bao gồm cả hành lang nữa là dạ, tổng là 35m. Dạ. Ở đây, có đầy đủ thiết bị, ví dụ như sấy tóc chẳng hạn, hay dạ, là các đồ dùng mà mọi người cần. Còn ngoài ra ấy, thì là anh có một cái khu khuôn viên chung. Dạ. Hoặc là khu bếp chung. Dạ. Khá là rộng rãi. Dạ. Và đầy đủ trang thiết bị lắm. Ở đây cả nhà mình sẽ nhìn thấy là mình trước mặt mình đó là có một cái hàng dừa xanh cao vút như thế này và hàng tre. Nói chung là tiểu cảnh ở đây nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là phù hợp với những cái nghỉ dưỡng, những bạn mà yêu thích thiên nhiên muốn nghỉ dưỡng, hoặc là gia đình mình muốn sự yên tĩnh gần biển hoặc là gì đó thì mình ghé lại nơi đây là một cái nơi rất là thích hợp. Và theo Tiên Xu thấy là giá 400.000 thì nó khá là vừa túi tiền cho một cái căn phòng mà đi cho cả gia đình mà gần ở Bầu Trắng như thế này nữa ạ. À. Đây dạ, đây là cái chỗ ngồi uống trà đây anh hả? Ví dụ như uống trà ngồi đây hả? Ở đây thì có thể là mọi người tự sinh hoạt dạ, hoặc là sinh hoạt theo yêu cầu. Ví dụ như là khách hàng mà có nhu cầu cà phê hay là ăn uống gì ấy thì là dạ, bên anh cũng có cả nhà hàng nữa. Dạ. Thì ví dụ như người ta đi mua hải sản, người ta vô đây người ta pha chế có được không ạ? À, pha chế thì nếu như mà trong trường hợp mà người ta tự pha chế thì anh có một cái khoảng bếp rất là rộng. À, tí nữa anh sẽ chỉ dạ, cho dạ, em về dạ, bếp. Bếp là dạ, bát, đũa, nồi, son cho đến không thiếu một cái gì hết luôn á. Dạ. Thế còn ở đây thì là có hệ thống karaoke. Dạ. Quầy bar này. Dạ. Thì là mọi người sinh hoạt tự do. Thế đây là cái khu vực này. Thế còn đây là cũng là cái khu vực nướng BBQ đây nữa. Đây là nướng BBQ ạ? Khu vực nướng yeah, BBQ, quầy trà. Nói chung là khuôn viên ở đây thì cũng khá là rộng. Dạ. Còn đây là bể cá koi. Thì hiện tại là anh đang có sửa chữa. Dạ. Đang sửa chữa thì chưa có hoàn thiện được. Vẫn đang trong quá trình sửa chữa liên tục. Dạ. Thay đổi và đổi mới. Dạ. Đây là hồ cá koi nhưng mà đang trong quá trình sửa chữa. À, hai giường hả anh? Ừ, ở đây là căn hai giường, hai giường đơn. Đây là hai giường đơn, giá bao nhiêu ạ? Giá căn này cũng là 400 em ạ. Dạ, để cho ngày thường ha, cuối tuần thì lên... Là 500. 500, còn ngày lễ Tết thì chưa biết ha. Ừ, thì thông thường thì là anh vẫn thu ngày lễ Tết thì tầm khoảng 700, 800. Dạ, dạ. Cái điện lên ha. Rồi, ở đây thì cũng có tivi, tủ lạnh, rồi cũng tủ với toilet giống như là cái căn giường đôi bên kia. Căn này thì nó sẽ rộng hơn căn bên kia một xíu. Bên này giường nó rộng hơn và cái toilet thì nó sẽ lớn hơn nè cả nhà. Cái ở đây nó không gian nó rất là thoáng nha. Ở đây thì rất là mát mẻ. Giống như là cái gia đình ở gia đình vậy đó ha. Rất là yên tĩnh và mát mẻ. Dạ. Còn về điều kiện ăn uống thì có thể là tự khách hàng chế biến. Dạ. Mang đồ đến chế biến thì bên anh là có bếp rộng để khách hàng chế biến. Còn nếu như mà khách hàng muốn đặt trước thì là bên anh mới mua đồ. Dạ. Làm theo ý của khách hàng. Dạ, nhưng mà cái này đường cái thuận tiện là em thấy cái xe buýt số 1 đó từ Phan Thiết là nó ngang qua ngay chỗ cái đường đi vô trong cái homestay của mình luôn. Đúng rồi, ở đây thì nó sẽ là... 15 phút sẽ có một chuyến à? Dạ, đi cũng rất là tiện. Bây giờ mình qua mình coi cái chỗ nấu bếp đi anh. Giao thông thì khá là... Ở đây thì mình sẽ gần biển cho nên là cả nhà mình có thể có một cái khuôn viên mình giặt đồ, mình phơi ở đây được luôn này cả nhà. Rồi cái bếp mình sẽ tự nấu là mình sẽ đi vào phía trong. Ở đây là bạn đang nấu bếp. Cái này là bếp mình tự, mình có nấu gì thì mình sẽ tự vào đây mình nấu anh hả? Đúng rồi, mình sẽ tự nấu. Ở đây thì là sẽ có hai tủ lạnh này. Dạ. Bếp ga cũng hai bếp ga này. Dạ. Máy giặt. À có luôn máy giặt. À có máy giặt. Máy giặt này mình tự giặt rồi có tính tiền gì không anh? Nếu như mà khách nhờ thì nếu như mà khách tự, sử dụng thì thôi. Dạ. Tất cả mọi cái là khách có thể là tự sử dụng. Dạ. Và dọn dẹp lại thì là bên anh sẽ không thu tiền, còn nếu như mà bên anh sẽ làm giùm thì sẽ thu tiền. Làm giùm thì là sẽ thu phí. Dạ.
Đây là chén chỉ là mọi người có cũng thể gọi là ở đây. Chiều lòng khách hàng thôi chứ cũng không có phí gọi là dạ. phí thôi một chút dạ. xíu tôi gọi là dạ. lấy dầu mỡ hay gì đó cho ấy thôi. Thế còn đây là thiết bị thì bếp ga làm lẩu này. Dạ. Bếp ga lẩu này, đĩa chén bát đầy đủ, dạ. cốc ly không thiếu một thứ gì á. Dạ. Dầu giá dần sàng. Dạ. Là một căn gia đình cả nhà mình có thể ở 6 người trong cái căn này, bây giờ mình sẽ vào phía trong. Rồi. Nhưng mà tùy cơ ứng biến thôi. Nếu dạ. mà gia đình người ta có 7, 8 người hoặc 9 người gì đó cũng tùy dạ. cơ ứng biến. Khi đó thì bên anh sẽ có đệm phụ dạ. để phục vụ khách hàng à. Phòng khách. Phòng khách này dạ. ừ. Đây là phòng rất là rộng cả nhà mình. Phòng khách rộng. Và đây là cái khu vực nấu nước dạ. Đây là các phụ kiện cho các em nhỏ nếu có nhu cầu dạ. Đây cũng có một bếp ga và một tủ lạnh và trang thiết bị anh để ở trong này, bát đĩa dạ. ở trên đó và dạ. gia đình sử dụng nếu thiếu thì lại xuống bếp chung lấy. Dạ. Thì từ bếp này thông sang bếp chung thì cũng là cũng thông. Dạ. Và bên nữa là căn này là 150m. Dạ. 150m có 3 phòng ngủ. Dạ. 3 phòng ngủ khép kín. Ngoài ra ấy, thì sẽ có một nhà vệ sinh riêng. Dạ. Ở trong cái khu vực chung này. Ừ. Đó, đây là cái nhà vệ sinh nha. Đây là phòng lớn à? Đây là phòng một phòng trong 3 phòng. Dạ. 3 phòng thì cũng giống như nhau, giống như nhau. Thì cũng có tivi. Tủ lạnh thì có thể là sử dụng tủ lạnh chung rồi. Dạ. Đây còn trang thiết bị thì đầy đủ như tất cả các phòng khác. Dạ. Đây có tủ này cả nhà. Là nhà vệ sinh riêng. Ha, nhà vệ sinh riêng ở đây. Tivi. Ba phòng cả nhà, ba phòng y nhau cho một căn này, cho một gia đình. Giống như khi mình đi thuê ở resort thì mình thuê giống như homestay. À, mình không giống như là cái villa vậy đó. Thì ở đây mình có luôn cả ba phòng. Và bếp thì sẽ thông đây, có thể cửa, là thông đây. Cửa mở thông ra để cho nó mát mẻ như thế này nữa. Cái phòng này thì mình cho thuê là bao nhiêu tiền ạ? À, cái phòng này thì thông thường thì anh vẫn dạ. là cho thuê là 1,2 triệu một ngày. Dạ. Đây mà khách muốn đặt phòng thì liên hệ bằng cách nào ạ? Thì bên anh là sẽ thông qua điện thoại, số điện thoại. Dạ. Thì khách hàng đặt qua điện thoại và số điện thoại và tài khoản ngân hàng. Dạ, để cho em xin số điện thoại ạ. Số điện thoại của anh là 0982 056 556. 0982 056 556. Nếu như mà khách hàng trong trường hợp mà muốn anh review cho hoặc là quay để mà xem cận cảnh dạ. thực tế thì là anh cũng sẵn sàng là quay để làm sao đấy cho người ta biết rõ hơn nữa về cái khu vực này. Dạ. Và cái địa chỉ bên mình là ở Long Sơn Suối Nước đúng không ạ? À, ở đây thì làm 2/49 đường Nguyễn Cơ Thạch. Dạ. Long Sơn Mũi Né. Dạ. À. Là Ami đúng không ạ? Ừ. Thì cái này thì tên mình sẽ... hôm tây của anh là Ami. Dạ. Ami hôm tây này là cách cách cái chỗ Bào Trắng mình đi chắc khoảng chừng 15 phút nữa là đến đúng không ạ? Cách Bào Trắng khoảng 10 km. Dạ. Thế còn cách Hòn Rơm. Dạ. Hòn Rơm là 3 km. Dạ. 2-3 km. Thế dạ. còn cách Mũi Né, cái Mũi Né đó thì rơi vào là 7 km. Dạ. À. Thế còn ở đây thì cũng sát biển. Gần đây thì cũng có cái chợ ha. Ở đây có chợ em. Dạ, gần đây có cái chợ. Khách hàng mua thì chạy xuống dưới chợ dưới đây tầm khoảng 2 cây số. Dạ. Anh cũng có cả xe máy nếu như mà trong trường hợp mà khách hàng cần sử dụng. Dạ. Ví dụ như khách nào mà người ta muốn ở nguyên một tháng thì mình có cho thuê cái dạng phòng như vậy không ạ? Có, anh cũng muốn là khách hàng tùy thôi. Khách ở ngày, giờ hoặc là theo tháng hoặc dạ. cả năm. Dạ. Thậm chí nếu như mà khách nào mà cảm thấy yêu thích chỗ này nữa thì anh cho thuê cả khu vực này luôn. Dạ rồi. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn anh nè. Ok. Dạ. Dạ cô chú anh chị các bạn, đây là một cái địa điểm mà Tiso thấy là nếu mà ai thích cái du lịch nghỉ dưỡng gần biển và không có phải là vô trong khu resort mà cũng gần Bào Trắng để mình vừa đi chơi, vừa tắm biển và vừa nghỉ ngơi, thì đây sẽ là một địa điểm rất là phù hợp để cô chú anh chị các bạn có thể lựa chọn và chi phí cũng rất là rẻ và cũng gần đến Tết rồi. Thì Tisu hy vọng là cái video clip này thì giúp cô chú anh chị các bạn sẽ có được sự lựa chọn thêm một cái nơi nghỉ dưỡng hợp lý với cả nhà mình ạ.
Và bây giờ thì Tisu xin phép chào tạm biệt. Hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những chương trình lần sau. Kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người và mọi nhà.